Chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang ở Bella Vista. Thì lúc trước là Nhân bán cái khu này á, là khi mà mình ký hợp đồng thì trong hợp đồng nó có ghi rõ là trong vòng cam kết trong vòng 3 tháng là sẽ hoàn thành hạ tầng 100% cho tất cả người khách hàng. Thì hôm nay đúng 1 tháng rưỡi Nhân quay trở lại. Thì rất là mừng là hạ tầng bây giờ nó xong khoảng 70% rồi đó. Bây giờ chỉ còn đổ nhựa và trồng cây xanh nữa là ok rồi. Giờ cống thoát nước và vỉa hè đã xong hết rồi, chỉ còn đổ nhựa thôi. Đổ nhựa thì bây giờ là bên công ty cũng đã chảy đá và lưu hầu như là bằng phẳng hết rồi. Thật sự là Nhân mới bước xuống đó là chạy vào đây là thấy là rất là mừng. Tại vì thấy ngoài cái khúc ngoài kia đó, ngoài đầu kia là đã chảy nhựa xong luôn rồi. Và đang chuẩn bị làm cho xong trong đây luôn. Nhắc thêm lần nữa là thật sự rất là mừng cho tất cả người khách hàng. Tại vì khi mà Nhân đi tới một cái công ty nào đó thì lúc trước thì họ làm như thế nào Nhân không biết. Nhưng mà khi Nhân qua những cái dự án mới như thế này và qua một cái công ty khác thì bên chủ đầu tư họ làm hạ tầng và cái cam kết trong hợp đồng là nó đúng thật 100% thì Nhân rất là mừng. Bởi vì thì nếu như mà cái này mà làm cái kiểu mà hết công sức luôn á thì nó tầm khoảng chừng 20 ngày nữa là xong, tức là mình không tới 3 tháng. Giống như một cái gì đó gọi là sứ mệnh của Nhân, là khi mà Nhân bán cho cả người khách hàng mình một cái khu nào đó thì lâu lâu thì Nhân sẽ đi xuống lại để cập nhật hạ tầng lại cho cả nhà mình, chứ khỏi phải mà từ trên Sài Gòn mà đi xuống đây thì nó mất cũng phải một tiếng thì mới tới cái khu này được. Cho nên là cứ an tâm là khi mà Nhân bán một khu nào cho cả nhà mình đó thì tầm khoảng 2 tháng, 3 tháng hoặc là gần đó thì có dự án nào đó thì Nhân bán đó thì Nhân cũng sẽ ghé vào để cập nhật hạ tầng lại cho cả nhà mình luôn. Rồi bây giờ không biết nói gì hơn, nhắc lại thêm một lần nữa thì không biết là khách hàng như thế nào chứ Nhân rất là mừng. Thì bây giờ là Nhân sẽ quay một cái số hình ảnh tại cái khu này của những cái anh chị công nhân đang làm hạ tầng và những cái chỗ mà nó đã hoàn thiện và những chỗ mà đang dần hoàn thiện cho cả nhà mình cùng xem. Rồi Nhân xin mời. Nãy giờ là một cái số hình ảnh của khu Bella Vista. Thì cả nhà mình cũng thấy là hầu như là cái hạ tầng cũng sắp hoàn thiện hết rồi, cũng rất là ok rồi. Thì thôi, nếu như cả nhà mình ai mà có mua ở trong khu Bella Vista đó thì cả nhà mình cứ nhấn nút đăng ký của Nhân để chẳng hạn như tầm khoảng chừng nửa tháng, một tháng sau Nhân xuống cập nhật lại cái hạ tầng cho cả nhà mình. Mặc dù là không có mua hàng bên Nhân nhưng mà cũng cứ bấm đăng ký đi rồi xong là Nhân sẽ cập nhật hạ tầng, mình khỏi phải ở trên Sài Gòn mình chạy xuống cho mất công ha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng, và tất cả quý khách hàng mình hãy nhớ bấm cho Nhân một nút đăng ký kênh để có thể xem tiếp tục những video sau của Nhân. Rồi Nhân xin chào.